Sáng ngày 24 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các thành phố tại Tân Cảng Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thành phố Thủ Đức với gần 1.900 người tham gia. Dự lễ có các đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống giả định khoảng 10 giờ cùng ngày, khi tàu TC30 cập cầu cảng B7, cảng Tân Cảng Cát Lái xếp dọc thì nhiệt độ các thùng container đạt giới hạn nồng độ bắt cháy và hình thành đám cháy bên trong các container trên tàu. Nhân viên phát hiện cháy phát ra từ container ở hầm hàng số 3 của tàu nên báo động. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở có mặt, tổ chức hướng dẫn công nhân khách hàng di tản tới vị trí an toàn, tổ chức sơ tán hàng hóa trên tàu tránh cháy lan và sử dụng các trang thiết bị hiện có để chữa cháy ban đầu. Lúc sơ tán hàng hóa, tài xế của hai xe đầu kéo bất cẩn để xe va chạm nhau khiến hai tài xế bất tỉnh, cửa xe bị biến dạng. Lực lượng chức năng không thể đưa hai nạn nhân ra ngoài. Cùng lúc này, đám cháy trên tàu bùng phát ngày càng lớn khiến cho 12 thuyền viên hoảng loạn, nhảy xuống sông thoát nạn. Trong đó hai nạn nhân đuối nước bị mất tích. Tình huống xảy ra vượt quá khả năng chữa cháy của lực lượng cơ sở. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã xin chi viện của phòng BC07. Nhận tin, phòng BC07 đã huy động 116 phương tiện chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng chức năng cùng nhiều phương tiện hiện đại đã nhanh chóng tiếp cận từ nhiều hướng như đường sông, đường bộ để chữa cháy, đồng thời tổ chức thoát nạn cho 10 người, cứu nạn được 12 người, đảm bảo an toàn về người. Gần 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, không có sự cố tai nạn phát sinh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh, buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, là dịp để thành phố kiểm tra đánh giá toàn diện về phương tiện, sự phối hợp giữa các lực lượng trong việc đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn, là cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là thiết lập cơ chế phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành của các đồng chí lãnh đạo chỉ huy, nâng cao được trình độ kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu.